Báo Lập Phòng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lập để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ tư, ngày 5 tháng 10 năm 2022. Xin kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Một gia đình California 4 người gồm một bé gái 8 tháng tuổi bị bắt cóc. Vệ binh quốc gia Texas thiệt mạng do tự sát tại đồn biên phòng phía Nam. Vụ nổ súng ở Florida khiến cho một cảnh sát viên 21 tuổi thiệt mạng. Người dân Florida cố gắng hồi phục sau bão Ian, nhiều ngôi nhà trong tiểu bang không có bảo hiểm lũ lụt. Tổng thống Joe Biden gặp thống đốc Florida Ron DeSantis vào ngày hôm nay. Cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi tố cáo pháp viện ngăn bộ tư pháp đọc tài liệu mật tịch thu ở Mar-a-Lago. Tỷ phú Elon Musk nói với Twitter rằng ông sẽ tiếp tục mua Twitter nếu vụ kiện dừng lại. Cuộc không kích của Mỹ giết chết thủ lĩnh Al-Shabaab ở Somalia. Nga ấn định kháng cáo của nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner vào ngày 25 tháng 10. Nga bác bỏ tin đồn thử hạt nhân gần Ukraine. Pháp bàn đến chuyện bán vũ khí nhiều tỷ đô la cho Ấn Độ và các nước tiểu vương quốc Ả Rập. Một người đàn ông đã đột tử khi tham gia đường đua London Marathon. Trung Quốc cảnh báo Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu Ukraine gia nhập vào NATO. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel được Liên Hiệp Quốc trao giải Nansen vì người tị nạn. Chú rể bị thương nặng khi biểu diễn trong tiệc cưới. Trung Quốc lời đậm nhờ mua khí đốt từ Mỹ, Nga bán lại cho châu Âu. Từ Việt Nam, Nghệ An còn cả ngàn căn nhà ngập trong bùn lũ. 79 biệt thự chui ở Phú Quốc gần 3 năm chính quyền mới phát hiện. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, một gia đình California 4 người gồm một bé gái 8 tháng tuổi bị bắt cóc. Một bé gái 8 tháng tuổi và cha mẹ đã bị kẻ mà cảnh sát cho rằng có vũ khí và nguy hiểm bắt cóc ở Merced County, California vào ngày thứ Hai ngày 3 tháng 10. Một người thân thứ tư cũng bị bắt cóc từ cơ sở thương mại của gia đình này ở cộng đồng Central Valley. Sở cảnh sát Merced County MCSO cho hay trên Facebook vào tối ngày thứ Hai. Kẻ xấu bắt cóc đứa bé 8 tuổi, mẹ, cha và bác của bé. Ông Vern Wonky, cảnh sát trưởng của Merced County thông báo: "Chúng tôi chưa biết lý do, chúng tôi chỉ biết họ mất tích. Bé Aruhi Dreri và mẹ là cô Jocelyn Carr, 27 tuổi, cùng với cha là ông Charles Dipsai, 36 tuổi, cùng với người bác, ông Amen Dipsai, 39 tuổi, bị bắt cóc từ cơ sở thương mại trên South Highway 59, xa lộ hai bên đường có nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà hàng, giới chức cho hay, nhưng không công bố tên cơ sở thương mại đó là gì." Cảnh sát cho rằng nghi can đã hủy chứng cứ để xóa manh mối. Theo ông Wanky, đến lúc này, theo tôi biết, nghi can chưa liên lạc với ai, chưa đòi tiền chuộc hay bất cứ thứ gì khác. Ông đã nói vào tối ngày thứ Hai và kêu gọi công chúng tìm giúp nghi can. MCSO đã công bố hình một người mặc áo khoác đen, xám và đeo khẩu trang và họ cho là nghi can của vụ bắt cóc này. Đến tối của ngày thứ Ba, MCSO vẫn chưa có một thông tin nào khác. Vệ binh quốc gia Texas thiệt mạng do tự sát tại đồn biên phòng phía Nam. Nhiều nguồn thực thi pháp luật xác nhận rằng một vệ binh quốc gia ở Texas trên một chốt ở Eagle Pass đã chết vào sáng ngày thứ Ba. Người lính canh đã chết do một vết đạn tự bắn vào đầu. Đài truyền hình đã liên hệ với văn phòng thống đốc Texas Greg Abbott và Bộ Quân sự Texas để có thêm bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Ban đầu thì Cliff Jenkins của đài truyền hình đã đưa tin về việc nhận được một cuộc gọi từ một chủ trang trại vườn cây ăn quả ở Eagle Pass vào ngày thứ Ba thông báo về một vụ nổ súng liên quan đến thành viên vệ binh quốc gia. Các nguồn tin sau đó đã xác nhận với Fox News rằng vụ nổ súng được cho là tự sát. Cảnh sát cũng đang điều tra về vụ này, thưa quý vị. Vụ nổ súng ở Florida khiến cho một cảnh sát viên 21 tuổi thiệt mạng. Một cảnh sát 21 tuổi ở Florida đã bị bắn chết vào đầu ngày thứ Ba khi đang thi hành lệnh bắt giữ trọng tội, nhà chức trách cho biết. Bốn cấp phó của văn phòng cảnh sát trưởng Hap Polk đã trả lời vào khoảng 3 giờ sáng về việc không có mặt trong trác trọng tội. Cảnh sát trưởng quận Hap Polk Grady Church vào sáng ngày thứ Ba thông báo cảnh sát tiến vào khu vực của nghi phạm ở thành phố Polk nhưng các phát súng đã được bắn ra. Người cảnh sát 21 tuổi bị bắn và được đưa đến trung tâm y tế khu vực Lakeland, nơi anh ấy đã thiệt mạng. George cho biết, người cảnh sát này chỉ mới làm việc với chúng tôi trong một thời gian ngắn. Ông nói rằng đây là một tình huống đặc biệt bi thảm và sẽ cho biết thêm chi tiết sau khi liên lạc với gia đình của người cảnh sát. Các cảnh sát viên đã đứng bên ngoài của bệnh viện để đưa người cảnh sát đã thiệt mạng về phòng giám định y tế. Người dân Florida cố gắng hồi phục sau bão Ian. Nhiều ngôi nhà trong tiểu bang không có bảo hiểm lũ lụt.
Nhiều chủ nhà ở Florida bắt đầu công cuộc khắc phục khó khăn sau cơn bão Ian. Nhiều ngôi nhà không có bảo hiểm lũ lụt, buộc họ phải xây dựng lại với nguồn lực ít ỏi hoặc đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc di dời. Theo công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic, Ian nằm trong số những cơn bão có sức tàn phá nặng nề nhất, đã đánh vào đất liền, ước tính ban đầu về thiệt hại, dân cư và thương mại dao động từ 28 tỷ đến 47 tỷ đô la, trong khi các dự báo khác đã đưa ra con số hơn 60 tỷ đô la. Bão và lũ lụt làm cho nước dâng đến đỉnh cao 12 feet. Đây là một cơn bão lớn kể từ khi cơn bão Andrew xảy ra ở Florida. Ian có lẽ là mất mát lớn nhất mà Florida vừa phải trải qua. David Smith, người đứng đầu về phân tích tại CoreLogic cho biết trong một bài thuyết trình, bão Andrew tấn công vào năm 1992 và là cơn bão tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cho đến Katrina năm 2005 phá hủy bờ biển của Louisiana và thành phố New Orleans. Kể từ năm 1992, dân số Florida đã tăng hơn 60%, khiến cho nhiều cư dân gặp rủi ro hơn. Tuy nhiên, chưa đến 1/5 trong số 10 triệu ngôi nhà của tiểu bang có bảo hiểm lũ lụt, theo Viện Thông tin Bảo hiểm. Nếu không có bảo hiểm, người dân ở các khu vực bị ngập lụt phải khiếu nại với cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang để được giúp đỡ trực tiếp, thường là khoảng 30.000 đô la hoặc là 35.000 đô la, một phần nhỏ so với những gì họ có thể cần để xây dựng lại hoặc di chuyển. Một căn nhà trung bình ở Florida được bán với giá là 395.000 đô la, theo Redfin. Trong khi đó, chỉ một inch ngập lụt có thể gây thiệt hại 25.000 đô la. Theo chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia, bão Ian đã để lại con đường tàn phá ở phía tây nam Florida. Mặc dù lũ lụt là thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất ở Mỹ, hầu hết thì các chủ nhà không được bảo hiểm lũ lụt. Những người nghèo hơn ít có khả năng bảo hiểm hơn. Theo dữ liệu gần đây nhất của FEMA, chính sách bảo hiểm lũ lụt điển hình có giá là khoảng 700 đô la một năm, trong khi khoản chi trả cho các yêu cầu bồi thường trung bình là 50.000 đô la. Trên toàn quốc thì một cuộc khảo sát cho thấy từ 1/4 đến 1/3 người Mỹ có bảo hiểm lũ lụt. Những người không có chính sách thường làm như vậy vì họ không đủ khả năng chi trả. Hầu hết những người không mua bảo hiểm không biết rằng mức độ trầm trọng khi mà bão lụt xảy ra. Các thành phố và chính quyền địa phương phải nói với người dân của mình rằng nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng và ngày sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ở bên Mỹ này, ngoài mình mua bảo hiểm cho ngôi nhà của mình là những cái bảo hiểm trong nhà và bảo hiểm lũ lụt là một phần bảo hiểm khác nữa thưa quý vị. Hồng Loan xin phép chia sẻ, như có nhiều quý vị không sống ở Mỹ thì không có biết cái vấn đề này đó. Thì cái bảo hiểm nó riêng, và có những nơi mà cứ bị lũ lụt hoài thì những công ty bảo hiểm họ không dám bán bảo hiểm cho ngôi nhà mình luôn. Chứ không phải là tại vì mình không muốn mua bảo hiểm nữa quý vị. Như những nơi mà lũ lụt xảy ra quá nhiều và họ cứ phải bồi thường hoài thì họ cảm thấy là họ lỗ nhiều hơn cho nên họ không muốn bán bảo hiểm nữa. Tổng thống Joe Biden gặp thống đốc Florida Ron DeSantis vào ngày hôm nay. Tổng thống Joe Biden đến Florida để thị sát thiệt hại do bão Ian gây ra. Thư ký Tòa Bạch Ốc John Pierre nói với các phóng viên rằng ông Ron DeSantis và quản trị viên cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Dean Griswold sẽ thông báo tóm tắt cho Tổng thống Joe Biden về những cố gắng phục hồi và ứng phó hiện tại. Tổng thống Joe Biden đến thăm Fort Myers, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Khi ở đó, Tổng thống Joe Biden cảm ơn các quan chức liên bang và tiểu bang, địa phương vì những cố gắng ứng phó phục hồi cơn bão của họ. Florida đang gánh chịu cơn bão, nơi hàng triệu người không có điện, nhà cửa bị phá hủy, và các chính trị gia địa phương cảnh báo rằng việc xây dựng lại là một quá trình kéo dài nhiều năm ở một số khu vực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Pierre cho rằng sẽ không có bất cứ sự căng thẳng nào giữa Tổng thống Joe Biden và ông Ron DeSantis, hoặc có những bất đồng chính trị khác sẽ làm lu mờ cuộc họp vào ngày thứ Tư này, bởi vì họ sẽ có nhiều lần để gặp nhau thảo luận những vấn đề khác biệt giữa ông Joe Biden và ông Ron DeSantis. Chủ đề chính của ngày hôm nay là giúp đỡ người dân Florida khi họ bị tàn phá bởi một trong những cơn bão mạnh, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và đã tàn phá gần như toàn bộ tiểu bang. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết rằng Tổng thống Joe Biden và Thống đốc Ron DeSantis đã nói chuyện 3 lần qua điện thoại để cùng nhau có các cố gắng ứng phó với bão trong tuần qua. Cuộc gặp của ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden và Thống đốc Florida Ron DeSantis cố gắng gạt vấn đề chính trị sang một bên. Ông Joe Biden và ông Ron DeSantis đã ngồi cạnh nhau vào hồi tháng 7 năm 2021 sau vụ sập chung cư ở Surfside, Florida, thiệt mạng khoảng 100 người. Thống đốc Florida cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với chính phủ liên bang vì đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc và có sự giúp đỡ.
Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi tối cao pháp viện ngăn Bộ Tư pháp đọc tài liệu mật tịch thu ở Mar-a-Lago. Cựu Tổng thống Donald Trump nộp đơn kháng án khẩn cấp lên tối cao pháp viện vào ngày thứ Ba ngày 4 tháng 10, yêu cầu tòa tạm thời ngăn Bộ Tư pháp DOJ đọc tài liệu mật tịch thu tại dinh thự của ông ở Florida, theo USA Today. Cựu Tổng thống Trump nộp đơn này chỉ vài ngày sau khi tòa kháng án ở Mỹ số 11 ở Atlanta, Georgia, tuyên bố DOJ có quyền xem số tài liệu mật đó để điều tra hình sự. Tòa kháng án lý luận rằng số tài liệu mật đó của chính phủ không phải của cựu Tổng thống Trump. Đơn kháng án vào ngày thứ Ba bắt nguồn từ vụ FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida vào ngày 8 tháng 8 để điều tra việc ông bị cáo buộc đem tài liệu mật của chính phủ về nhà sau khi hết nhiệm kỳ. Tòa liên bang đã ngăn DOJ xem 11.000 tài liệu tịch thu ở Mar-a-Lago để chờ giám sát viên độc lập đánh giá liệu cựu Tổng thống Donald Trump có quyền giữ lại vài tài liệu trong số đó hay không. Tòa kháng án Hoa Kỳ số 11 ở Atlanta đã chặn một phần quan trọng trong phán quyết đó. Tuyên bố của DOJ có quyền tiếp tục xem khoảng 100 tài liệu đóng dấu mật trong số đó mà không cần nộp cho giám sát viên độc lập. Tỷ phú Elon Musk nói với Twitter rằng ông sẽ tiếp tục mua Twitter nếu vụ kiện dừng lại. Tỷ phú Elon Musk đang đề nghị tiếp tục mua công ty Twitter theo lời đề nghị ban đầu trị giá 44 tỷ đô la của mình để chuyển sang chế độ riêng tư của Twitter. Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết vào ngày thứ Ba ngày 4 tháng 10 và báo hiệu kết thúc một cuộc chiến pháp lý gay gắt sắp được đưa ra xét xử. Thỏa thuận này đưa Elon Musk lên nắm quyền điều hành, một trong những nền tảng truyền thông có ảnh hưởng nhất, và chấm dứt nhiều tháng tranh tụng hỗn loạn, làm tổn hại thương hiệu Twitter và làm mất danh tiếng của Elon Musk về hành vi thất thường. Cổ phiếu Twitter đã tăng 12,7% lên 47 đồng 93 sen trước khi giao dịch bị tạm dừng lần thứ hai trong ngày. Trong khi cổ phiếu Tesla tăng khoảng 1%, Bloomberg đã đưa tin này trước đó, cho biết Elon Musk đã đưa ra đề nghị này trong một bức thư gửi đến Twitter. Tin tức xuất hiện trước cuộc đối đầu rất được mong đợi giữa ông Elon Musk và Twitter tại tòa án Delaware vào ngày 17 tháng 10, trong đó công ty truyền thông xã hội này yêu cầu tòa án phán quyết buộc ông Elon Musk phải mua lại công ty theo giá thỏa thuận ban đầu là 54 đô la 20 sen một cổ phiếu. Cuộc không kích của Mỹ giết chết thủ lĩnh Al-Shabaab ở Somalia. Quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích vào mạng lưới chiến binh Al-Shabaab vào cuối tuần qua ở Somalia, giết chết một thủ lĩnh của nhóm cực đoan, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ và chính phủ Somalia cho biết. Cuộc tấn công vào ngày thứ Bảy tuần qua đã hạ gục Abdullahi Nadir, người có số tiền thưởng 3 triệu đô la và đang trực tiếp thay thế thủ lĩnh của Al-Shabaab. Cái chết của ông ta là một cái gai đối với đất nước Somalia và người dân Somalia sẽ an tâm khỏi sự lầm lạc và những hành động khủng khiếp của ông ta. Chính phủ Somalia cho biết trong một tuyên bố, nhóm liên kết với Al-Qaeda có hàng ngàn chiến binh ở Somalia và đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công khủng bố trong những tháng gần đây, trong đó có một vụ tấn công vào văn phòng chính phủ Somalia ở vùng Hiran khiến cho 20 người thiệt mạng vào ngày thứ Hai. Al-Shabaab là mạng lưới Al-Qaeda lớn nhất và hoạt động mạnh mẽ nhất trên thế giới và đã chứng tỏ cả ý chí và khả năng tấn công các lực lượng Mỹ và đe dọa các lợi ích an ninh của Mỹ. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ đã cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud, người mới nhậm chức vào tháng 5, gần đây đã tuyên bố chiến tranh tổng lực chống lại Al-Shabaab. Nga ấn định kháng cáo của nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner vào ngày 25 tháng 10. Một tòa án Nga vào ngày thứ Hai đã ấn định ngày 25 tháng 10 là ngày ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner kháng cáo chống lại bản án 9 năm tù giam vì tội tàng trữ ma túy. Griner đã từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic và đã bị kết án vào ngày 4 tháng 8 sau khi cảnh sát cho biết họ tìm thấy hộp thuốc lá điện tử chứa dầu cần sa trong hành lý của cô tại sân bay Sheremetyevo của Moscow. Tòa án khu vực Moscow cho biết họ sẽ xét xử đơn kháng cáo của cô. Griner thừa nhận rằng cô có những cái hộp trong hành lý của mình, nhưng đã làm chứng rằng cô đã vô tình đóng gói chúng một cách vội vàng và cô không có ý định phạm tội. Nhóm bào chữa cho cô đã trình bày các tuyên bố bằng văn bản rằng cô đã được kê đơn cần sa để điều trị đau đớn. Bản án 9 năm gần với mức tối đa 10 năm và các luật sư của Griner lập luận rằng khi mà kết tội hình phạt này là quá đáng. Họ cho biết trong những trường hợp tương tự, các bị cáo đã nhận mức án là khoảng 5 năm với khoảng 1/3 được ân xá. Trước sự kết tội của cô, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố Griner bị giam giữ sai trái, một cáo buộc mà Nga đã bác bỏ một cách gay gắt.
Nga bác bỏ tin đồn thử hạt nhân gần Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ thông tin trên báo Anh rằng ông Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho đoàn tàu hạt nhân tới gần biên giới Ukraine để tiến hành một vụ thử. Truyền thông, các chính trị gia và nguyên thủ phương Tây đang thi nhau đồn đoán về các hoạt động hạt nhân của Nga. Chúng tôi không muốn tham gia vào luận điệu đó, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin đã nói trong một buổi họp báo. Tuyên bố được ông Peskov đưa ra khi trả lời yêu cầu bình luận về bài viết của ngày 3 tháng 10 trên tờ Times của Anh, trong đó cho hay NATO đã cảnh báo các thành viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cho thấy Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hủy diệt bằng cách thực hiện một vụ thử hạt nhân ở biên giới Ukraine. Tờ báo có trụ sở tại London đã dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nga đã di chuyển một đoàn tàu được cho là có liên quan tới Tổng cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng hướng về biên giới Ukraine. Tổng cục 12 là đầu mối chịu trách nhiệm về đầu đạn hạt nhân cũng như quá trình lưu trữ, bảo trì, vận chuyển và bàn giao chúng cho các đơn vị quân đội của Nga. Pháp bàn đến chuyện bán vũ khí nhiều tỷ đô la cho Ấn Độ và các nước tiểu vương quốc Ả Rập. Giới phân tích nhận định việc thiết lập mối quan hệ ba bên với Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập sẽ giúp Pháp có cơ hội nhận được nhiều đơn hàng quân sự trị giá lên tới hàng tỷ đô la. Pháp, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã cùng thiết lập quan hệ đối tác ba bên tại cuộc họp giữa các ngoại trưởng ba nước ở New York vào ngày 20 tháng 9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa rồi, theo tờ South China Morning Post. Mục đích của việc thiết lập quan hệ đối tác ba bên là nhằm mục đích thúc đẩy an ninh hàng hải, nền kinh tế xanh và kết nối khu vực, cũng như an ninh lương thực và năng lượng ở Ấn Độ Dương. Theo các nhà phân tích, Pháp, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang cùng nhau duy trì quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh chịu áp lực chọn phe giữa các cường quốc thế giới. Ông Horst V. Penn, giáo sư quan hệ quốc tế tại trường King's College London cho rằng những cường quốc tầm trung này đang muốn giữ lại không gian chiến lược của riêng họ giữa lúc cuộc đua quyền lực giữa các nước lớn đang diễn ra ngày một gay gắt hơn. Các nước này không muốn trở thành một phần của bất cứ khối nào, vì vậy việc tăng cường quan hệ ba bên hiện là một lựa chọn tốt để duy trì quyền tự chủ chiến lược của riêng họ, ông nói thêm. Bên cạnh đó thì giới phân tích nhận định việc thiết lập quan hệ ba bên với Ấn Độ và UAE sẽ giúp cho Pháp có cơ hội nhận được nhiều đơn hàng quân sự trị giá tới hàng tỷ đô la. Việc thiết lập quan hệ đối tác ba bên này diễn ra sau khi Pháp mất thương vụ tàu ngầm trị giá 34,3 tỷ đô la với Úc hồi tháng 9 năm 2021. Thương vụ này sau đó đã về tay Mỹ, như một phần của liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc. Một người đàn ông đã đột tử khi tham gia đường đua London Marathon. Một người đàn ông 36 tuổi sau khi ngã quỵ trên đường đua London Marathon được xác nhận là đã thiệt mạng trong bệnh viện. Các nhà tổ chức đã xác nhận người đàn ông đã gục ngã sau khi chạy được khoảng 37-38 cây số trên đường đua dài 42 cây số ở trung tâm London vào ngày 2 tháng 10. Telegraph và Reuters đã đưa tin vào ngày 3 tháng 10. Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xác nhận cái chết của một người tham gia cuộc thi TCS London Marathon 2022, thông báo từ ban tổ chức cho biết, người đàn ông đã được điều trị y tế ngay lập tức sau khi gục xuống và xe cấp cứu đã đến trong vòng 3 phút, nhưng người này đã thiệt mạng sau đó trong bệnh viện. Tất cả ban tổ chức của London Marathon xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, bạn bè của anh ấy. Gia đình đã yêu cầu bảo mật danh tính và chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm thông tin nào theo mong muốn của gia đình. Nguyên nhân cái chết sẽ được xác minh thông qua giám định y tế, tuyên bố cho biết. Có hơn 40.000 người đã tham gia cuộc thi marathon vào ngày 2 tháng 10. Đây là người thứ 13 thiệt mạng trong cuộc thi marathon ở London kể từ khi cuộc thi bắt đầu, được tổ chức thường niên vào năm 1981. Gần đây nhất là hồi năm 2018, một người tham gia cũng được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc đua. Các nghiên cứu trước đây đã tính toán nguy cơ đột tử liên quan đến hoạt động của tim trong hoặc ngay sau cuộc chạy marathon vào khoảng 6 đến 19 trường hợp tử vong trên 1 triệu người tham gia. Nguy cơ đáng kể thứ hai có thể phát sinh do mất cân bằng nồng độ chất lỏng hoặc chất điện giải, đặc biệt là hạ natri trong máu. Trung Quốc cảnh báo Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu Ukraine gia nhập vào NATO. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ về hậu quả nếu Ukraine gia nhập NATO. Gần đây Trung Quốc cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này cho phép Ukraine gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong một bài xã luận ngày 2 tháng 10 đăng trên Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Bắc Kinh đã cảnh báo việc cho phép Ukraine tham gia vào NATO sẽ dẫn đến sự căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc xung đột, đồng thời có khả năng khiến cho Tổng thống Nga Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây. Tuần trước, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là Jay Sullivan đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc rằng NATO nên trì hoãn các cuộc đàm phán về việc cho phép Ukraine gia nhập vào liên minh này. Thời báo Hoàn Cầu cảnh báo rằng tất cả các nước châu Âu nên lo ngại trước viễn cảnh của một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra, đồng thời kêu gọi liên minh phương Tây ngừng can dự đến khu vực Đông Âu. Nếu Ukraine gia nhập NATO sẽ không có an ninh cho bất cứ ai, không cho Kiev và không cho thế giới, tờ báo đã viết. Thay vì theo đuổi các giải pháp chấm dứt xung đột, Washington hết lần này đến lần khác đã gây gia tăng thêm căng thẳng. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel được Liên Hiệp Quốc trao giải Nansen vì người tị nạn. Ngày 4 tháng 10, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR đã công bố quyết định trao giải Nansen vì người tị nạn cho cựu Thủ tướng Angela Merkel. Phát biểu trao giải, người đứng đầu UNHCR, ông Filippo Grandi đã khen ngợi sự lãnh đạo, lòng dũng cảm và trắc ẩn của bà Merkel. Ủy ban tuyển chọn nhấn mạnh ngoài bảo vệ những người phải chạy trốn chiến tranh, bà Merkel còn là động lực thúc đẩy nỗ lực tập thể của Đức để tiếp nhận người tị nạn và giúp họ hòa nhập vào xã hội. Theo dự kiến, bà Merkel sẽ nhận giải Nansen kèm theo 150.000 đô la tiền thưởng tại một buổi lễ ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 10 tháng 10 tới. Giải Nansen vì người tị nạn lần đầu tiên được công bố vào năm 1954. Để vinh danh nhà thám hiểm, kiêm nhà hoạt động nhân đạo người Daui, Fridtjof Nansen, cao quỹ đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Giải thưởng thường niên này sẽ được trao cho các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có cống hiến nổi bật để bảo vệ những người tị nạn, người di cư và không có quốc tịch. Khi bà Merkel nắm quyền ở Đức trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu từ năm 2015 đến năm 2016, trên 1 triệu 200.000 người tị nạn và xin tị nạn đã được chào đón đến đất nước này. Chú rể bị thương nặng khi biểu diễn trong tiệc cưới. Cuộc vui phải tạm ngưng khi chú rể Adam Quinn nhập viện sau cú ngã đau đớn. May mắn là anh vẫn có thể cùng vợ hưởng tuần trăng mật. Tại tiệc cưới được tổ chức ở bãi biển Sydney, Australia, Adam Quinn quyết định nhảy tặng vợ mới cưới của mình là Helen. Trong video được ghi lại, anh nói lời yêu với cô trước khi bước ra sàn nhảy và thể hiện những điệu nhảy sôi động với sự hưởng ứng của bạn bè. Khi anh cố gắng thể hiện những động tác ấn tượng và sự việc đã xảy ra, anh ấy đang chạy vòng tròn và hát bài Parkway Drive thì bất ngờ té ngã. Tay trái của anh chống xuống đất với lực rất mạnh, dẫn đến trật khớp, Helen đã nói với Nine Honey. Cơn đau của Adam dữ dội đến mức mọi người phải lập tức gọi xe cấp cứu. Chú rể nằm trên cáng và được đưa đến bệnh viện. Adam phải sử dụng thuốc giảm đau trong khi chờ bác sĩ khám bệnh. Theo Helen, chồng cô gặp tai nạn do những nước uống bị đổ trên sàn nhảy. Khi đó thì sàn nhảy ngập trong rượu. Không ai cố ý làm điều đó, nhưng tôi thấy rằng mình có phần nào có lỗi, cô đã giải thích. Helen sau đó đã chia sẻ hình ảnh trong bệnh viện lên trang cá nhân kèm với lời chú thích. Trong tình trạng không ổn lắm vào ngày cưới. Hai bạn sẽ có một câu chuyện đáng nhớ để kể cho con cháu nghe những năm sau này. Xin chúc mừng hạnh phúc, một người đã nhắn. Đêm tân hôn đáng nhớ, người khác nói thêm, có người hài hước thì đùa rằng chúc mừng hai bạn đã sống sót qua ngày đầu tiên với tư cách một cặp vợ chồng. Cô Helen cho biết Adam đã hồi phục, chồng tôi không bị gì nghiêm trọng và đã nhanh chóng khỏe lại, cô nói. Sau khi điều trị y tế vào ngày hôm đó, cô và anh có thể tiếp tục hưởng tuần trăng mật cùng cậu con trai River trước khi trở về nhà. Thích nhất là cái câu mà của người ta bình luận đó. Chúc mừng anh đã sống sót sau ngày đầu tiên. Cô còn không nhận. Trung Quốc lời đậm nhờ mua khí đốt từ Mỹ, Nga bán lại cho châu Âu. Mua khí đốt giá rẻ từ Mỹ và Nga, các công ty Trung Quốc sang tay châu Âu kiếm lời vài trăm triệu đô la mỗi lô hàng. Do nhu cầu trong nước giảm, các công ty năng lượng Trung Quốc đang bán lại sản lượng dư thừa cho khách hàng quốc tế và kiếm lời hàng trăm triệu đô la mỗi lô hàng của mình. Khách hàng của họ bao gồm châu Âu, Nhật Bản và Đại Hàn. Trong một số trường hợp, công ty nước này nhận LNG của Mỹ và chở thẳng đến cho người mua chứ không chở về Trung Quốc.
8 tháng đầu năm chỉ có 19 tàu LNG Mỹ cập cảng Trung Quốc so với 133 tàu của cùng kỳ năm ngoái. Cách thức làm ăn này hiện vẫn duy trì, ví dụ như công ty khí đốt tự nhiên ENN của Trung Quốc dự kiến đưa tàu chở LNG Diamond Gas Victoria của họ đến nhận hàng từ nhà máy Cheniere Energy tại Sabine Pass, Louisiana vào ngày 18 tháng 10 tới. Thay vì đưa tàu chở LNG ở bờ biển phía đông của Trung Quốc, nó đã được lên kế hoạch đi thẳng đến châu Âu. Các nhà phân tích cho biết, ENN ước tính kiếm lợi nhuận từ 110 triệu cho đến 130 triệu đô la từ một chuyến hàng này dựa trên cách tính toán giá thị trường. Các hợp đồng mà Chenin đã ký với ENN và Sonochem International là 0,9 triệu tấn LNG mỗi năm, có hiệu lực từ tháng 7. Nguồn tin của Wall Street Journal cho hay, tất cả lô hàng giao đến đều được doanh nghiệp Trung Quốc bán lại chứ không mang về nước. Một lô hàng LNG thường dao động từ 60.000 đến 80.000 tấn. Chúng tôi đã bán lại hàng của Mỹ. Điều này là hợp pháp và có giá hấp dẫn. Wu Wenan, nhà kinh tế trưởng tại PetroChina International, chi nhánh thương mại của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, đã xác nhận. Kể từ năm 2021, các nhà cung cấp Mỹ và thương nhân Trung Quốc đã công bố 17 thỏa thuận với tổng cộng khoảng 19 triệu tấn LNG mỗi năm và sẽ dần có hiệu lực trong vòng 5 năm tới. Đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đối với Trung Quốc và Mỹ. Các hợp đồng kéo dài đến 25 năm giúp các nhà cung cấp Mỹ xây dựng thêm nhiều kho cảng LNG trị giá hàng tỷ đô la dọc bờ vịnh, thúc đẩy khả năng xuất khẩu nhiều khí đốt hơn cho quốc gia này. Wei Song, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn Restart Energy tại Bắc Kinh nhận xét, không chỉ đang có nguồn LNG rẻ từ Mỹ, Trung Quốc cũng đang gia tăng nhập khẩu từ Nga. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết, nước này nhận thêm gần 30% khí đốt từ Nga trong năm nay. Sản lượng tăng nhờ vào nhận qua đường ống Power of Siberia và từ việc mua LNG của Nga. Từ Việt Nam, Nghệ An còn cả ngàn căn nhà ngập trong bùn lũ. Đến tối ngày 4 tháng 10, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 1.000 ngôi nhà dân bị ngập trong nước lũ, trong khi nhiều tuyến đường còn bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất. Những bài báo của Việt Nam cùng ngày dẫn tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An cho biết, huyện Hưng Nguyên còn hơn 500 căn nhà bị sập, chỗ sâu nhất hơn nửa mét, do nằm ven sông Lam, các huyện Nam Đàn, Tân Kỳ và thành phố Vinh, mỗi nơi 150 ngôi nhà, ở Quỳnh Lưu còn 20 ngôi nhà bị ngập. Đỉnh điểm của đợt mưa lũ là chiều 30 tháng 9, toàn tỉnh có khoảng 17.400 ngôi nhà bị ngập tại 13 trên 21 huyện thị thành phố, trong đó huyện Quỳnh Lưu với nhiều nhất là 6.500 ngôi nhà. Mưa lũ cũng làm chết 8 người, 347 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 2.000 hecta lúa, hàng chục ngàn hecta hoa màu, cây công nghiệp và lâu năm bị hư hỏng, hơn 262.000 gia súc, gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi. Nhà chức trách đã ước tính đợt mưa lũ từ ngày 28 tháng 9 đến nay đã làm thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, là gần 33,5 triệu đô la. Trong đó thì huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nhất, khoảng 100 tỷ đồng, là khoảng 4,1 triệu đô la. Một người trong chính quyền cho biết, lũ ống tràn qua xã nhiều đợt, mạnh nhất vào lúc 2 giờ khuya vào ngày 2 tháng 10, có lúc nhanh lên không tưởng tượng nổi, hơn 10 phút đã dâng hơn 1 mét. Những người đứng bên trong ngôi nhà cấp 4 bị nước lũ phá gần hết, mất hết rồi, ông đã nói và khóc với một bài báo. Một người bà trú ở xã Hòa Sơn đã khóc khi lượm sách vở của đứa cháu học lớp 6. Ngoài dụng cụ học tập của cháu, nhiều tài sản trong ngôi nhà như tivi, quạt điện, bếp gas cũng trôi theo dòng nước đục ngầu. Tại nhiều con suối ở xã Tà Cạ, hiện nước lũ đục ngầu vẫn chảy mạnh về xuôi. Một số điểm người dân đã dùng cây gỗ chặn nhánh nhỏ của dòng nước, ngăn không cho tràn vào khu dân cư. Hiện thì lực lượng cứu hộ đã đến được những nơi bị lũ tàn phá của xã Tà Cạ để tiếp tế nhu yếu phẩm. Còn tại thị trấn Mường Xén, cách xã Tà Cạ khoảng 4 cây số, đợt lũ ống quét qua lúc 7 giờ sáng của ngày 2 tháng 10 khiến cho nhiều nhà dân, trụ sở, phương tiện bị vùi lấp. Ngoài ra, quốc lộ 7 kết nối từ huyện Diễn Châu lên cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bị sạt lở nhiều tại các xã Tà Cạ, Nậm Cắn khiến cho giao thông ngừng trệ. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Noru đổ vào Đà Nẵng, Quảng Nam rạng sáng ngày 28 tháng 9, tỉnh Nghệ An mưa rất lớn ở ngay huyện Quỳnh Lưu với hơn 600mm trong 3 ngày, gây lũ ống kinh hoàng. 5 ngày qua, người dân vùng lũ Quỳnh Lưu, Yên Thành phải chôn chân trong nhà, nhìn ra ngoài trời là màu trắng xóa do mưa tầm tã, màu bạc của dòng nước lũ. 79 biệt thự chui ở Phú Quốc
gần 3 năm chính quyền mới phát hiện. Khu đất khoảng 18 hectare xây dựng 79 ngôi biệt thự trái phép gần 3 năm, nhưng sau khi bị báo đài phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang mới phát hiện. Xác nhận với một bài báo vào ngày 3 tháng 10, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang, Việt Nam cho biết tỉnh đang thực hiện các bước để xử phạt hành chánh, yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu đối với chủ đầu tư của 79 ngôi biệt thự trái phép ở tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Trường hợp các cá nhân vi phạm không chấp hành, nhà chức trách sẽ cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Cho đến nay, thì ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã cho tháo dỡ 12 căn nhà, căng dây làm hàng rào và ngừng công việc xây dựng để tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định với các công trình xây dựng không có giấy phép. Liên quan đến sự việc này, khoảng năm 2017 đến năm 2018, một số người dân địa phương đã bán đất bằng giấy viết tay cho nhiều người đến từ tỉnh thành khác. Những chủ nhân mới này đã tự chia các lô có diện tích từ 200 đến 350 mét vuông, làm những đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp, thoát nước, kéo điện, sau đó bán lại cho nhiều người khác, xây dựng lên 79 căn nhà dạng biệt thự kiên cố. Một số căn nhà thiết kế khuôn viên cây cảnh, trồng cỏ xung quanh sân nhà, có sân trước, sân sau và lối đi bên hông, không khác gì một biệt thự sang trọng. Thế nhưng trả lời với những bài báo vào ngày 22 tháng 9, vì sao hàng chục ngôi nhà ngang nhiên mọc lên mà chính quyền địa phương chậm phát hiện và giải quyết, ông Lê Quốc Anh cho hay, theo báo cáo của xã Dương Tơ, thời điểm 2019 đến 2021 là dịch bệnh hoành hành, nhiều nơi bị giãn cách. Những người xây dựng nhà trái phép đã lợi dụng tình hình này để làm trái pháp luật. Mới đây sau khi bị báo đài phản ánh thì tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang mới phát hiện được và chỉ đạo lực lượng hữu trách để mà giải quyết. Sau khi nhiều lần mời chủ nhân của 79 ngôi biệt thự đến để làm việc và xác minh về nguồn gốc đất, cũng như quá trình mua bán chuyển nhượng, mua bán tài sản trên đất, nhưng không ai đến, họ phớt lờ, đóng cửa biệt thự nhiều tháng liền. Đến thời hạn quy định giải quyết là 30 tháng 9, giới hữu trách địa phương phải cho tháo dỡ để xoa dịu công luận. Về trách nhiệm địa phương và đơn vị liên quan, người đứng đầu của tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh sẽ xem xét sau khi thu hồi lại đất. Tin chính đi, tin phụ tới, kể chuyện mới, mọi người cười. Thật hay quá. Thế đó, Lộc chú ý là cho quý vị cùng với Loan cười, chứ không phải là thơ hay là không. Lâu lâu cái nhán bài thơ ăn cóc. Tin phụ tế hả? Kể chuyện mới hả? Ừ, kể chuyện mới. Kể chuyện mới hả? Mới tin luôn. Rồi, ok, này nghe chuyện mới. Tin mới tin đó. Ừ. Vợ chồng đó. Có hai vợ chồng nọ ngồi coi TV, chương trình Hoa hậu Miss Grand Việt Nam. Ừ. Thì khi mà tới cái mục mà thời trang đó, thì cô vợ mới chỉ một cô gái và hỏi ông chồng. Anh, em với là cái cô gái đó đó, ai đẹp hơn? Cái ông chồng xây qua nhìn cô vợ và nói, trời ơi, dĩ nhiên là em rồi chứ ai. Cô vợ cười khoái chí. Cô vợ tiếp tục nhìn một cô gái khác và hỏi, anh, giữa em với cô gái kia thì sao? Tất nhiên là em rồi. Ừ, vậy giữa em với lại bạn gái cũ của anh á, thì ai đẹp hơn? Em ơi, chắc chắn là em rồi. Ha, vậy mà nói với tôi á, là tôi là mối tình đầu của ông. Chết với bà nha. Đường nào cũng chết. Cố gắng gài, gài, kẹt. Một hai câu là kẹt liền. Một hai câu là kẹt liền. Bởi vậy không thể nào mà giấu giếm được, lộ liền. Ai biểu nó xạo. Ừ, ha. Cái dòng mình nó xạo là trước sau cũng bể à. Thì đó. Ừ, rút kinh nghiệm. Có gì nói thiệt nha. Có không ta? Nghe không? Có không mà nhớ. Nói. Nhớ, nhớ. Trời ơi, nhân câu chuyện này mà răng đe luôn đó. Cũng gài được, bỏ Lọc chứ bộ. Chuyện vui nha quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và đã chia sẻ cho những chương trình của Loan và Lộc. Và rất mong quý vị nếu cảm thấy chương trình hữu ích và quý vị yêu thích, xin hãy chia sẻ thêm để Loan Lộc được đến gần với nhiều quý vị khán giả hơn nữa. Rất là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.